Phiên bản này 10 củ 9 mà anh em chơi mắt thì mình bó tay luôn. 10 củ 9 cho phiên bản mới. Phiên bản mới được cập nhật cho anh em là lên nắp khóa. Thùng vẫn là thùng bán ép và đảm bảo cho anh em là khi mà anh em đang đi cho thuê hoặc là anh em sử dụng á, hạn chế tối đa được việc con nít hay là người thuê rồi nó chỉnh sửa bậy bạ. Nó an toàn hơn cho anh em rất nhiều. 10 củ 9 là có giá của 10 củ 9. Bên mình ngoài cái việc là ưu tiên về cái ngoại hình để anh em có được một con lo nó thực sự nó đẳng cấp thì cấu hình bên mình cũng phải làm cho nó chỉnh chu và nó hiện đại. Bên trong vẫn sở hữu cho anh em là bát Neso con 76 từ 190, hàng loại 1 nội địa Trung. Thêm nữa là chép neo khối và chép 450 RCF. Hai lo trung là trung 14, màn vải giòn cao su, sẽ yên tâm hơn cho anh em về cái tiếng ga. Mic vẫn là mic hai màn hình. Bên mình là luôn công khai và đồng bộ cấu hình cho anh em á, để cho mình sở hữu một con lo nó thực sự nó bền bỉ nhất có thể. Tại sao ngoài thị trường nó bán cho anh em cấu hình y chang như vậy và giá rất rẻ? Tại sao anh em không mua những con giá rất rẻ như vậy? Có cái giá của giá rất rẻ. Với những phiên bản giá rẻ thì nó không có chế độ bảo hành tốt. Kiểu như tiền nào là của đó, anh em bỏ ra một số tiền nó vừa lớn, nó vừa đủ thì anh em sẽ có được một cái con lo nó chất lượng thật sự. Bên mình 573 Lê Văn Lương quận 7 luôn công khai cái địa chỉ để anh em có thể là tin tưởng đến đây test thử chất âm thực tế. Ngoài cái con lo nhỏ gọn như này, bên mình còn rất là nhiều những cái dàn lo nó cao cấp hơn, nó đẳng cấp hơn để anh em có thể là có được những cái sự lựa chọn nó thật sự nó xứng đáng hơn. DB06 Pro phiên bản mới thì khoảng tầm 1 đến 2 ngày nữa là sẽ có mặt tại cửa hàng 573 Lê Văn Lương 7. Nếu như bây giờ anh em muốn sở hữu và muốn tìm hiểu xem phiên bản mới này nó có gì đặc biệt và có xứng đáng để anh em sở hữu hay không thì vài ngày nữa hãy đến cửa hàng và test thử nha.